Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi một cái game mới là Snowball Simulator. Snowball fucking Simulator. Thì game này là do cái cùng một cái giả với cái trò gì nè. Snowball Simulator á. À đúng rồi. Ừ. Ok, thì game này là trận đấu tuyết thôi, nhưng mà game này sao nó lại ra sau game gần Tết rồi nó mới ra cái game này cả. Chắc là bên nước ngoài nó vẫn còn lạnh nên là nó vẫn cho ra mấy cái game thuộc thể loại tuyết này. Bên okay. Nước ngoài thì cái giờ thời tiết bây giờ nó bên đó nó vẫn còn tuyết rơi nên nó vẫn làm mấy cái này bình thường, mà có bên mình nó ấy thôi. Ok, thì nếu như các bạn nào thích cái video này đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều Vami nữa để nhận thêm nhiều video mới nha. Ok, và bây giờ là mình sẽ chuẩn bị vô trận thôi. Các bạn chọn gì vậy? Hả? Ta chọn cái ngoài cùng á, nhưng mà mấy thanh niên này chọn heal rồi, thôi kệ chọn heal cũng được. Trời, heal không có chỗ núp luôn, quá trời heal. Ê, coi mày cùng kim coi mày. Ê, canh cẩn thận nha, khi nào mà nó lậm á thì mày chọi. Chọi ngay đầu nó là dễ dính hit shot nhất. Dạ, cái gì vậy? Hit shot, yes, hay quá, mới vừa vô mà hit shot được. Áo! Đậu phộng, nó hit shot luôn rồi. What the hại. Vãi, cái gì cúi đầu lên hết rút luôn rồi. Thì đúng rồi, nó hit shot mày đó. Trời ơi, đứng trên đầu thanh niên này coi, có lụm tuyết luôn, ghê chứ, thư cấu. Quái da, sao mà nó chui vô đây trơn rồi. Đừng để nó chui vô đây ba. Okay. Chạy đi. No. Trời ơi, trời hôn. Thiệt tin chứ. Đó, ta chọn tay quốc y. Mày chọn ngay đầu nó, mày chọn ngay đầu đi. Đợi xíu. Trời ơi, thanh niên này sao chọn mình, trời thiệt tin chứ. Ai mà chơi bóp giấy đồng đội bây giờ. Mày bữa yes hay quá, hai thằng double kill rồi. Này thì ngồi ba thằng yes. Rồi lắc rồi. Này thì ui giời ơi, nó ngồi nó coi nó kéo xuống kịp thời. Mà lắc là chết tôi xuống ơi. Lắc hả. Này thì ngồi. Này no, trời ơi, chém ném hụt. Công nhận cái này nó hơi khó ném tí. Chạy. Dạ, đau. Vãi chuyển thanh niên. Chọi đi, rồi ngồi xuống. Này thì ngồi. Chọi đứa kia đi. Dạ, chọi hụt rồi. Này thì ngồi. Ok. No. Cái bông quá. Ok. Oh no, trời cái gì đông quá vậy? Trời ơi, đông quá vậy? Trời má ơi, quá đông quá nguy hiểm luôn, trời ơi, một đống luôn. Ôi, chưa quen tay, đợi xíu. Đợi xíu. Hên quá, chết luôn nè. Chết thằng nhỏ, ok, hay quá, hít sọt nhỏ rồi. Này thì đứng. Này thì đứng. Oh no, trời ơi, ném nó mất nửa giọt mới ghê chứ. Ok. Ê, bye. Trời ơi, game này nó lắc nó nổi mà mình không biết là nó đang nó lụm chứ banh khi nào luôn á. Trời ơi là trời, thằng bồ. Lạy bồ luôn á, bà bồ ơi, bó tay luôn, tự nhiên mình đang ném thằng kia, tự nhiên bồ nó ra đứng hướng đạn giùm. Trời ơi, công nhận nhiệt tình quá. Vãi cả nhiệt tình. No. Kìa lưỡi. Thôi rồi, cái đầu khó khăn quá. Chọn đi. Mày à bưới. Ôi shit. Nó đó. Ngồi xuống. Này okay. Thì ngồi, ok. Ngồi. Này thì ngồi, no, trời ơi. Chém mày chém hụt. Cho hụt. Trời nè, nửa tay cái đi nè. Chết okay. Nè, một chưa trúng. Tôi trà sao đông vậy? Ôi mẹ ơi, đông quá. Vãi chứ, đông thiệt tình luôn ấy. Sao mà team mình mà nó toàn cầm ký nó chọi mình không vậy? Vãi. Ok, một thẻo rồi. Lắc luôn rồi. Âu quá. Lắc rồi, game lắc rồi. Ôi, chưa hết sọt nữa. Ok, ba thằng rồi, chiếc một kill rồi, yes. Hay quá bồ ơi. Quá đen. Ok. Đây nè, chạy đi đâu. Ồ man, né, trời ơi, lắc lên nổi mà thanh niên này né được luôn mới ghê chứ, thiệt tình. Woo, ok. Cấp à. Bỏ cài. Bây giờ phải cẩn thận lại mới được. Nhưng mà game này thật sự là rất là lắc. Bây giờ rất là lắc, không thể nào mà mình chiếm được. Lắc chị luôn á. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ôi trời. No. Ok, hay quá, chém được rồi, chọi được rồi, mừng vãi chướng. À, chọi được nửa cái máu nằm chạy. Ok, hit shot không? Không. Tại sao lại không được hit shot? Đi đâu? Chạy đâu? Chạy đi đâu, yes, hay quá, dính rồi. Nói chung là game nói chung là mình chỉ cần lụm những cái trái banh mà nó nằm ở dưới đất là được rồi. Ok, hit shot, chù cha nó né kịp thời luôn.
Trời né. Vãi chưởng, chỉ cần nó mà né được là nó coi như là nó giết được mình. Rồi. Hey. Một nồi nè, một nồi. Trời đâu có vậy? Chạy đi đâu? Trời. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? No. Ô hay quá, có thanh niên đỡ đạn giùm. Woo. Ok, lượm đạn, lượm đạn. Đi đâu? Chạy. Ui. No. No. Ok. No, yes, hay quá. Mình giết được nó và nó bóp lại mình luôn. Vãi chưởng. Đâu rồi? Chết rồi. Ai mày nãy giờ bị giết được mấy thằng rồi cu? Gì? Lắc quá, tao không ném được đứa nào hết. Chạy này hả? Trời ơi. Cái gì vậy ba? Tao đang ném nó mà. Ok, hay quá, dính đạn rồi. Trời, cái lụt đạn. Dính chưởng, ok. Này thì ngồi hả cưng? Cưng nghĩ sao cưng ngồi mà ngồi ngay cầm nhắm mới ghê chứ. Thiệt tình. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Yes, hay quá, dính rồi. Chúng nè, nửa cây. Ra đây, lấm. Lấm, ngồi xuống. Cuối đầu nhìn ai? Vãi, hết rồi. Thời gian rồi. Okay, để mình coi thử là mình có win được hay không đây. Có vẻ như là cái phần trăm win của mình nó hơi bị thấp ấy. Tao không biết tao chọn được bao nhiêu đứa luôn á. Ok, đây là một phút dành cho Final. Thì Final lần này là của bạn Duy Con Nguyễn. Bạn đã vẽ cho mình khi mình đang chơi trò Super Saiyan Dragon Ball Red. Ok, khúc này mình đang biến thành Super Saiyan Blue đây. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào thì cứ gửi vô phần kênh nhắn của fanpage. Mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Cái nơi ra hiệu là hai bên là hỗn chiến luôn á. Ừ, ê, tao bị kẹt đầu rồi ba, kéo tao ra ba. Hả, tao ăn cắm đầu vô rồi ba, ở đâu mình cũng ok, lẫm sẵn kìa. Yes. Ok. Hai cục. Rồi, một. Ok, từ từ. Ui, chà, nó ném kìa. Này thì ném. Yes, hay quá, ném hít sọt một thằng rồi. Trời nè, hay quá, chết một thằng hít sọt luôn. Hay, cố lên. Phải cố gắng ném hít sọt đó. Trời nó tao. Này, chu cha, ném hụt. Úi đâu vậy? Một cái chưa chúng nó. Ê. Ok. Trời sắp mặt luôn. Ok. Đây nè, có một thanh niên. Ôi, đi vô đây làm cái gì? Yes. Rồi. No. Đường. Chạy đi đâu, mình ném nó, nó máu vàng chứ không phải ném nó được hít sọt. Có tay mày hả bưởi? Không trúng luôn chứ. Cố gắng ném hít sọt nó đi ba. Trời, chạy đi đâu, hai thằng liên tiếp luôn. Yes, kịp phải thiệt chứ. Ôi rồi, ra đây. No, hụt rồi. Này hả bưởi? Ôi ấy, đừng ba, cản đường ba. Trời, có đang lụm mà mày chơi mày cản đường. Mày cản đường hả? Cái hit shot, yes, hay quá. No. Oh no. No. Shit. No, trời ơi, không được hit shot. Rồi, ra lụm hey. Vãi chướng. Em mới ra chết nữa rồi. Ủa đâu vậy? Trời, đâu mà đông như vậy? Đâu mà đông như vậy? Trời, kéo một bầy qua nhà luôn cả ba. Tao mở mắt ra luôn, bầy trước mặt tao luôn rồi. Vãi. Ôi cha, đau quá. Hay quá, trả hồ được rồi. Ok, hít sọt, không hít sọt này thì không hít sọt nhưng mà cũng giết được rồi. Nè, ồ chưa chúng. No. Cứ coi. Chuyện đâu còn có đó. Yes, hít sọt. Anh cắm đầu ở đâu vậy? Ây da. Ây da, kẹt rồi. Lắc. No. Rồi. Hết chuyện, tự nhiên là mình ngồi xuống chi cho bị ăn hành không biết nữa. Lắc về, hay quá nghe đầu. Ok, wait. Chạy nhảy hả bưởi? Đi đâu vậy? Nhảy hả bưởi? Đi đâu chở chị? Nhảy hả bưởi? Ủa cái đi ngu? Đi đâu chở chị? Nhảy hả bưởi? Yes, hay quá. Mày ăn nó rồi đó, cù quá vậy? Đau. Mày đâu vậy? Trời, tính chết rồi. Quê, dính. Yes, hay quá, dính rồi. Yeah, chết luôn. Ok. Hít sọt. Rồi, cái ngu cày chè. No, hết đạn rồi. Đi đâu vậy? Yes, hay quá, mà không phải mình giết. Bức nết thật. Lúc mà đây làm gì tóc vàng? Chính mà lụm tiếc. Bập, yes, giết được một thằng rồi. Mấy thằng này đứng mua đông địch thúi là dính cỡ nào cũng dính. Áo, dính một thằng nữa. Áo, no, trời ơi. Oh no. Mất nết. Không thể nào canh được. Ai dễ sợ chứ. Dí ăn khứa là mới được. Ok, no, hụt rồi. Chật, no.
Này thì ngồi. Này thì ngồi hả bụi. Từ từ. Thanh niên này vô đây làm gì? Thanh niên này vô đây làm cái gì? Thanh niên này vô đây làm gì? No, trời ơi, ném hụt. Không nên nào kinh được. Rồi. Anh vậy ơi, no, rồi chết luôn cái lụa đạn hai đứa luôn. Vãi. Ờ lăn đi lên xuống luôn bây giờ chứ. Ok, hay quá bồi. Ây da, đau. À, cái gì vậy? Cái chạy gì đi vậy? Đâu? Cái gì? Cái gì mà mạnh vậy? Dạ đã né. Cái tọt nè. Vãi. Vãi. No, trời ơi, mình tưởng đâu mình ném hết sọt nó được rồi chứ. No. Chạy đâu vậy? Hey, cẩn thận lại mới được, cẩn thận lại mấy đứa ơi. Đừng để bị ăn hành. Đừng để bị ăn hành. Ai dạ, thanh niên này máu vàng mới ghê chứ, máu vàng mà xông pha đi hiến máu. Xông pha đi hiến máu. Xông pha đi hiến máu. Xông pha đi hiến máu hả? Ok, hay quá chứ, được rồi. Có đứa vô kìa, có đứa vô tận nhà rồi kìa. Đập đi. Quất nó, đúng rồi. Ai dạ, đứng trên cao. Lụm tiếc làm gì vậy? Đứng trên cao, trời ơi là trời, đứng trên cao phóng một cái chết luôn mới ghê chứ thiệt tình. Hey. Còn 30 mấy giây nữa là hết được một, là hết một hiệp đó cu, cẩn thận đi. Ok ok. Cú cúi đầu làm gì vậy? Hay quá. Ai dám? No. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Thanh niên kia lên nó cao gì vậy? What the hell? Chạy đâu? Ở trên núi. Wow, ok, hụt rồi, hay quá, quá hụt luôn. Ôi kìa. Từ từ để xíu. Ok, tao lên hốt rồi. Dính một thằng rồi. Hai thằng không? No, trời ơi, bắn búa vàng mới ghê chứ. Dính, yes, hay quá. Còn một giây cuối cùng mình đã ăn được một thằng đó. Hết chậm không? Dễ sợ thiệt chứ. Ai không biết cậu có hiện ra bản không nữa, nãy giờ cậu không hiện ra bản là thấy không vui rồi đó. Em đi coi thử coi được bao nhiêu giờ con thấy, ông thấy bản rồi. Bản chưa hiện ra. Yes, hiện ra bản rồi. MVP luôn. Và rồi, team mình có win không? Hình như là team mình win luôn á. Đúng không? Tao hiện, mày không hiện, cho tao hết hiện rồi. Tao được 15, mày có 6 à. Ôi, mình đang đứng MVP. Ê, hồi này, oh, Visco đi luôn, yes. Ít ra cũng phải vậy chứ. Ê, team mình win nó cool. Này bờ mấy đứa. Trời, team Netmax là chọn heal luôn, y như cũ luôn á. Sniper. Trời ơi. Trời, nó heal hoài luôn, trời ơi. Trời ơi, lại luôn, nãy giờ. Nãy giờ là toàn heal không. Ok, đụng tiếc. Ủa, hình như là cả mày khác team rồi đó. Ok, bây giờ nó bắt đầu hành trình đi cho thằng 30 ăn hành nè. Yeah, của cụ lắm. Pew. Ok, hụt rồi, chạy mấy đứa ơi, chạy. Chạy này đâu? Thì chạy. Ê, trời ơi. Này thì bà... ok, hay quá, thanh niên nào gì. À, bay. Ngồi xuống ba, ngồi xuống. Đúng rồi. Trời ơi, ngồi xuống cho hụt. Đùa nhau à. Đi đâu vậy? Ây da, hết tiếc rồi. No. Trời. Yes, trời. Hay quá, thằng Bobby chết rồi. Quăng bể mặt luôn mới ghê chứ dễ sợ. Ok, thì... hay quá bồi. Này thì ngồi. Trời ơi, mình nó ngồi mà mình chém nó một vài không được. No. Đây đây. Đây nè Barbie. Ê Barbie đi đâu vậy Barbie? Barbie đi đâu vậy Barbie? Này ơi, thì ngồi. Ơi, yes. Chứ đừng Barbie ơi. Trời ơi nằm tắt mặt cái đất luôn chứ. Này à ngồi à bưởi. Này thì ngồi. No, xong qua xong pha đi hiến máu luôn mấy đứa ơi. Sợ trời cái gì vậy? Ôi, trời lộn bò rồi, trời lộn rồi bò ơi. Tạc. Chà không dính rồi. Tạc dính. Yes. Chết luôn rồi. Phát sướng thật. Ủa quái đâu có vậy? No. Ây da trời. Quá đông luôn ấy. Liên có bằng hành luôn á. Để xíu cậu đang qua đây. Cậu đang qua đây. Thanh niên kia đang qua để chích chùm cho vui. Này thì nhảy hả bưởi. Trời ơi mình nó nhảy mà mình chọn nó không chín mới ghê chứ thiệt tình. Ê đừng đâu. Đứng yên một chỗ làm cái gì? No. Đứng yên một chỗ làm cái gì? No, không chết. Này thì nhảy trò mình trò chậm quá nên là nó né trong thời gian đó nó né kịp thời mới ghê chứ. Ở đây nè, đây nè, nhảy ngồi. Ok, dính rồi. Yes. Thế ít ra cũng phải vậy chứ. Ui. Ba mì ao. Vãi chưởng. Thằng nào ném ra vậy? Thằng nào ném ra vậy? Ôi trời hên quá, nó hên nó hụt.
và bị mày ném coi phong và bị mày ném coi phong và bị yes hit shot liền. Hit shot hai thằng luôn, quá dữ. Chim cúp chim bơ, no, lậm vô. Này à bưởi. Nè. Ba thằng, yeah, anh... ok, ba thằng rồi. Bốn thằng không? Không được bốn thằng. Không được bốn thằng, yes. Không được bốn thằng này. Cố lên. Pew. No, trời ơi, tại sao không được, không ném ngay đầu nó được. Ok. Đông quá vậy. Ôi, đông thiệt luôn ấy. Ôi, bồi. Trời, bồi là bồi đang chém. Thiệt tình chứ. Đang chọn nhỏ mà cứ đứng đầy thì chết thằng Bobby. Lên trước luôn rồi, thiệt tình nó nhảy lên trước nhưng mày chọi luôn rồi, vẫn bị chết. Mày chọi đâu, tao thấy mày đang ngồi lụm như đúng rồi ấy. Ngồi lụm tao mà tao nhảy lên rồi, cái mày mới chọi vậy cũng trúng nữa. Trời, tao thấy... Ao, cậu phộng. Thiệt tình chứ. Ồ, không nên nào kinh được. Đi đâu vậy vô đầu nè. Vãi nè. Trời ơi, ơi. Trời ơi, đông như vậy. Ôi đông quá mấy gái rồi, đông quá. Ao, trời chết luôn rồi. Hey. Thì tao chứ không biết trong trận này mình có thắng nổi không nữa. Chưa gì thấy ăn hạnh hơi bị nhiều ấy. Chim cánh cục nè. Xuống. Này thì ngồi. No. Ok, đó. Yes, hay quá chứ được rồi. Ném xài cũng dính nữa. Và mi ngồi nè, và mi. Trời ơi, và mi. No. Trời vậy, ơi, không biết rồi, đang yes. Đi bật thiệt tình đó. Vô, ok hay quá bồ ơi. Bồ cứu mạng kịp thời luôn. Okay. Chết thằng Bobby nè. Chết thằng Bobby, trời ơi, cho nó nhảy gì nữa chứ. Tình. Ao, rồi, ăn hành luôn. Vãi. Không nên nào kênh được. Còn một phút nữa. Chết nè, trời chưa chết luôn hả? Ok. No. Không yes, hay quá, hết sâu được một thằng này. Rồi. Đông quá vậy, hai ba thằng xung quanh luôn. Ok. Poo, hit shot. No. Wait. Bỏ đi ba mi. Wait, dạ. Trời ơi, đậu phộng nó ngồi nó lụm nó chứ, thiệt tình chứ. Bó tay luôn. Lụm nè. Chết hit shot nè. Lụm. Đi đâu vậy? Ok. Lụm. Lụm nè. Lụm. No, trời ơi, lụm mà chụm hộp, cho hộp cái ghê chứ. Ai? Lắc quá ma ơi, lắc quá. Ôi ơi, cúi đầu xuống. Chu đất cái mặt. Dính trưởng rồi. No, trời ơi là trời. Chạy đi đâu kia. Vãi trưởng, Bobby. Thiệt tình. Quá đẹp. Nó lâu rồi. Lắc rồi, hết thời gian rồi. Ok, để coi mình đứng hạng nào đây. Ôi cái trận này khúc đầu ăn đúng nhiều luôn. Để ăn hành tạm khúc đầu tại vì hồi đồng ngon vừa đút cái đầu ra chết, vừa đút cái đầu ra chết cũng sao mới nhiều vậy. Ok dần clip đi cô. Ok thì mình với Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thấy thích cái video này thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia để nhận nhiều video hay nha cho mọi người. Bye bye mọi người.